nó có sẵn 10 triệu rồi, nếu mà em ok là tháng nào ăn cũng đúng ngày 21 á, là em chỉ cần rút tiền là được, có thôi. Ok, cảm ơn. Giờ muốn xem. Em mới quen con bồ cũng 5 tháng rồi. Ừ. Em mới mượn tiền gom góp mua cho nó chiếc xe. Mua xe gì? Mua cho nó chiếc Vision cũng gần 40 với anh. Em mới quen 5 tháng mà em mua xe Vision luôn ghê vậy? Dạ thì em thương nó quá à. Là em sao? Thấy nó cũng thật lòng với em. Mà sao mà em nghe bạn bè của em lúc mà em mua xe cho nó xong á, ừ, ai cũng nói nó là trời ơi mày điên mày khùng cái gì á. Tao nhìn cặp mắt nó tao thấy cái kiểu nó lẳng lơ, kiểu nó không thương mày thật lòng đâu, nhưng mà em không tin. Ừ. Kể cả những người bạn, người đồng nghiệp của nó cũng nói em luôn. Ừ, nói nó không đàng hoàng. Đúng rồi, nó nói trời ơi thấy nó đàng hoàng nào kia rồi sao mà anh quen nó, thấy anh thương nó quá tội nghiệp anh. Ừ. Nhưng mà em thương nó quá anh Dũng ơi. Giờ em không biết làm sao nữa cho nên là thấy anh hay giúp đỡ mấy anh em trên Facebook lộ mặt giật mặt đồ đó. Ừ. Em mới nhờ anh thử thôi. Nó à, muốn thử lòng xem được vợ mình nó, ông bồ mình nó như nào đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ mà nếu mà nó đúng như vậy á, ừ, thì cũng là một cái bài học, cũng là một cái kinh nghiệm cho em. Ừ. Để em không có mắc sai lầm mà về sau nữa. Ừ. Sợ nó lừa em thêm cái gì nữa. Ờ ok. Còn mà nếu mà sai á thì thật lòng thương người ta hả? Hay sao? Em chắc chắn rồi. Có thể em cưới nó luôn á, tại vì em thương nó quá à. Ba mẹ hai bên ai cũng biết á anh. Thì nói chung là nếu mà thắc mắc thì cũng nên thử thôi. Anh nói trước nha, cái chuyện mà thử lòng nó rất là nhạy cảm. Tại vì sao? Con người mình á, tiền bạc với lại những thứ mà nó xa xỉ á thì nó hay kiểu là dễ bị siêu lòng. Yeah. Đấy, nên anh có thử thì anh cũng thử nhẹ nhẹ thôi. Anh nhắn tin thử sơ sơ anh coi như thế nào, nếu mà bé mà nó là một kiểu người tốt á thì anh sẽ báo cho em. Yeah. Mà anh hy vọng là nó tốt ha. Còn yeah, nếu mà có chuyện gì nữa thì anh sẽ báo cho em sau. Yeah. Em cũng đắn đo lắm á. Cho em cho anh cái Facebook của bé đi. Yeah, okay. Cho anh cái Facebook của bé đi rồi anh dễ nói chuyện ha. Đây, đây là anh Dũng. Ừ. Ok. Ờ, đúng rồi đó. À cứ em cứ ấy đi, xong là có tin gì thì anh cho em hay. Dạ cho em hay sớm nha, nhưng mà em hy vọng là em anh hy vọng bé nó ok thôi. Dạ. Để cho mình có quý hạnh phúc. Cho em mất 40 triệu mua xe tặng người ta rồi, đơn giản đâu. Vậy dạ, em thương rồi lắm mới vậy mà đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Em đang lưỡng lự lắm luôn á, mới nhờ anh. Ok, uống nước đây rồi. Hẹn em gặp em sau, anh có việc anh đi luôn gấp luôn. À dạ dạ, dạ em cũng đi nha. Dạ. Hello. Giờ đi đâu? Thôi để anh dừng lại nói chuyện như vậy nha. Ừ. Em muốn đi đâu? Đâu cũng được, tùy anh thôi, miễn anh thích. Chắc không? Đi đâu cũng được cái gì đúng không? Nhắn tin thì anh cũng hiểu em một phần rồi, mà em cũng hiểu anh mà đúng không? Ừ. Đây, anh có chai nước không anh tặng em này. Nước ngoài này nước ngoài của anh á, công ty anh luôn á. Trời ơi, thật sự luôn. Nói lọc mà ga lăng quá. Ừ. Nói chung là anh sẽ còn ga lăng nhiều hơn nữa nếu mà em chấp nhận quen anh, hiểu không? Ừ. Từ từ đợi anh tí, anh có này này. Này. Này là thẻ của anh này, nước hoa thơm lắm, tí nữa em về em xài ha. Ừ. Này là thẻ của anh này. À, nếu mà em thích á, thì tháng nào anh cũng sẽ chuyển 10 triệu ra cho em hết. Trời, nhưng mà trong này có tiền chưa? Nó có sẵn 10 triệu rồi, nếu mà em ok là tháng nào anh cũng đúng ngày 21 á, là em chỉ cần rút tiền là được, có thôi. Ok, cảm ơn. Giờ muốn xem? Thì tiền thôi, miễn anh thích, chứ anh ra luôn chứ. Đi vô đó ha, xem okay luôn ha. Chiều được ha. Chứ bây giờ anh cũng ga lăng quá chừng này. Ok, giờ đi vô luôn nha. Ok. Nhưng mà giờ mấy mình thể hiện làm sao cái cho nó ok để đi vô đó được không? Thôi, đi vô đó đi rồi để hỏi. Hả? Đi vô đó đi rồi để hỏi. Sợ mất công em không thích vô đó, em không thích em la làng lên sao anh chịu được? Em không có vậy đâu. Nhưng mà em cũng thích anh mà. Thích 100% luôn. Ủa anh, hả? Đâu vậy? Em đâu thấy bảng khách sạn đâu. Này là villa nhà anh. Này là mỗi lần anh về chơi thôi. Tại vì cái này nó nằm Hóc Môn mà em. Lâu lâu về chơi lần thôi, không có ở đây đâu. Nhưng mà đẹp quá chừng này. Em yên tâm, sau này anh cho em một tuần về thường xuyên luôn. Tuần nào cũng ở đây. Thích gì vậy? Ờ, à, ok, đi. Đấy, thấy chưa, đẹp không? Úi trời, quên. Hồi tối anh ngủ mà anh quên xếp cái trang. Ok. Không sao, nằm xuống đây. Tối anh ngủ mà anh quên xếp cái trang mục tiêu.
Ơi. Mát không? Mát mới lạnh. À, mát xuống một tí gì? Đâu ta? À, đây, đợi em tí. Đây, đợi em tí. Mát không? Mình xem không? Có chai nước hoa em bỏ đâu rồi? Để xe em lấy tay. Ok. Ây da. Ăn gì chưa? Chắc khỏi ăn gì ăn anh thôi hả? sướng lắm nghe anh sướng. Ôi giời. Hả? Thì... ấy hả? Chết đi vô đây chị. Đợi... Đợi anh đi tắm cái đã. Ok. Anh tắm trước nha. Em chuẩn bị đấy. Gì đó cho... Nha. Tắm rồi. Nha, đợi em tí. Tắm nhanh lắm, 1 phút thôi, anh tắm lẹ lắm. Anh lùa cái là xong à. Bất ngờ quá hả? Anh đi đâu đây? Tôi hỏi cô đi đâu mới đúng. Cô làm gì ở nhà ông anh của tôi vậy? Thì anh Dũng kêu qua chơi thì em qua thôi. Qua chơi hả? Bớt lại đi. Ở trên xe em với anh Dũng á, nói cái gì á, ở đây tôi biết hết á. Mà làm gì anh biết, anh với anh Dũng là cái gì? Anh Dũng ơi! Ơi! Phụ nữ á, rất là thiệt thòi. Lo cho chồng, lo cho con, mà chả bây giờ lo cho bản thân cả. Ở đây á, Dũng có 4 mùa nước hoa. Một lọ là 370.000. Bên này á, Dũng có một bộ mỹ phẩm làm trắng da toàn diện. Giá của nó là 499.000. Mọi người quan tâm á, thì mua ủng hộ Dũng. Cảm ơn mọi người. Mời mọi người xem tiếp video. Bất ngờ chứ bà già. Sao làm vậy? Không, thật ra thì đây là em của anh. Nó cũng quen lâu rồi, nhờ anh là thử em. Nhưng mà công nhận nhanh thật. Hôm qua 6 giờ nhắn tin, hôm nay 12 giờ gặp rồi. Mới ra xe tặng chén qua là thích liền. Nghe em hứng thú mà. Mới nhắn tin hôm qua thôi, bữa nay rủ đi một cái là em đi liền. Anh biết sao không? Thấy anh có xe hơi, nhà đẹp đâu nè. Chịu không có nổi. Má nó không biết trước đó là bao nhiêu thằng nó như vậy rồi. Mày ăn hết nhiêu thằng rồi? Mày lừa hết nhiêu thằng rồi? Tao mới mua cho mày chiếc xe 40 triệu sao? Ý là không có đâu anh. Em kiểu đi qua đây chơi với anh Dũng hả? Qua đây chơi với anh Dũng hả? Anh Dũng rủ mày đi nhà nghỉ. Mày ok liền. Bây giờ mày nói là qua đây chơi với anh Dũng. Chơi cái gì? Em không phải là người vậy đâu. Không phải là người vậy đâu hả? Nè, nhờ anh Dũng như vậy á, tao mới biết được cái bộ mặt của mày. Bớt chơi chẽn lại. Em không phải vậy, chắc anh bị tụng nó sao hôm nay. Anh ngồi đây nè. Em kêu lưu đây làm gì nữa. Xong anh kêu anh đi tắm nha, xong ra ấy ấy nha em. Em cũng có làm gì đâu, thì ý là kêu anh đi tắm. Anh nói là anh đi tắm thì anh nghĩ xa đó, không có gì đâu. Rồi sao cái vụ đi tắm đó, không có tao mày làm cái gì? Bộ này ra mặt dơ chứ. Nếu không phải là anh Dũng á, là người khác á, nó tới đâu nữa. 5 tháng trời mà để tao thấy cảnh này vậy hả? Mà em có mua cho nó chiếc xe gì đồ đúng không? Em mới mua cho nó chiếc Vision gần 40 triệu. Em vay mượn, em gom góp, em mua cho nó đó. 5 tháng trời nó đòi cái gì mà nó không có không? Thôi nó thương em vậy rồi em đòi gì nữa mà em còn đi bệnh bà nè. Tao thương mày quá mà. Thôi bây giờ quên tẹt luôn nha. Ờ thì em muốn nói gì em nói đi. Bây giờ hả? Có ai ôm nhau mà thương sống hoài được không? Không có tiền sao mà sống. Cho em chiếc xe đó còn gì nữa không? Cho tiền đó còn tiền chiếc gì? Chiếc xe nhiều ghê luôn á. Em đòi tôi á, cái này cái kia á, tôi có mua tôi có đáp ứng cho em không? Không có tôi cũng có dây, tôi mượn tôi có mua cho em. Rồi giờ để em nói tôi vậy hả? Xem chơi chẽn mà. Quen có 5 tháng mỗi cách đức. Quen có 5 tháng thôi mà nó mua cho em hẳn cả chiếc xe 40 triệu. Mà em chê 40 triệu ít, anh thề với em luôn. Anh còn chưa cho được bạn gái anh 4 triệu nữa. Trời ơi, anh Dũng. Thì coi như giống như bây giờ là anh bắt cho tiền đi. Là mày coi tao qua đường hả, gồm mì? Thì có gì đâu, anh bắt cho tiền bình thường mà. Bây giờ có ai mà yêu thương nha, mà ôm nhau sống luôn trời. Là như thế này là em xác định em là gái đúng không? Sao cũng được. Là anh bắt là làm gái đúng không? Ừ, sao? Ok, rồi anh đang coi clip mà kêu anh công khai. Nãy giờ á, anh cho em có người quay clip lại hết á. Anh đi gái bao nhiêu tiền? Hả? Mấy anh em cận mặt khúc này cho tôi. Đứng miệng. Nói chung là bây giờ cũng không sợ gì đâu. Không sợ gì luôn. Đúng rồi, tại vì bây giờ
ra luôn đi, chứ em là tao tăng. Tao là tăng, trời trời. Đi đi về luôn đi, em đi về luôn đi. Thôi rồi. Cái loại này em đừng tiếc em ạ. Đi nha, không lấy dép của anh nha. Tôi dép mà anh đụng vào mà tăng lại luôn á. Anh coi coi nó ra ngoài coi chừng nó vơ được cái gì nó vơ đó. Ngồi ngồi xuống đi, nhà có camera. Nó đụng cho nó đi luôn á. Cái chiếc xe em mua cho nó là giấy tờ nó hay giấy tờ em? Em ngu cái là giấy tờ nó nữa, em thương nó quá, em đâu có suy nghĩ đâu anh Dũng. Giấy tờ nó thì mình thua rồi. Anh nó thật luôn, cái gì của mình á, giờ gì mất nó lấy gái cho đi luôn, đi xa đi tù luôn á. Má, thôi mà. Của đi sang rồi. Thì cũng nhờ anh Dũng chứ không mà không biết em mất tới cái gì nữa luôn á. Buồn thì buồn thiệt nhưng mà thôi, không tiếc làm gì thứ đó. Bỏ qua đi, coi như làm lại thôi, mình mất có mấy chục triệu nhưng mà mình may là giờ chắc lúc mà em cưới nó về đi, mẹ nó ôm vàng đi nữa, lúc đó mới khổ nữa. Bởi vậy hên nhờ anh Dũng chứ má. Anh nói hoài em đâu có tin đâu, thấy không? Giờ mới biết nó vậy đó. Thôi vậy đi làm vài ve đi và đi chơi đi. Thôi đi. Đi anh em.